các bạn học sinh lớp 9. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục hệ thống hóa kiến thức ở cái bài 66, đó là tổng kết chương trình toàn cấp nhé. Chúng ta chuyển sang cái phần thứ 5, đó là di truyền và biến dị. Thì phần này nằm ở chương trình sinh học 9 mà chúng ta đã học. Nên tìm hiểu cái phần đầu tiên, đó là cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi nói đến cái cơ sở vật chất thì chúng ta sẽ nói đến ở hai cái cấp độ. Nếu ở cấp độ phân tử thì chúng ta sẽ xét đến đó là ADN. Còn nếu ở cấp độ tế bào thì cái cơ sở vật chất mà chúng ta xét đến đó chính là nhiễm sắc thể. Như vậy thì đối với ADN thì chúng ta có cái cơ chế thì từ ADN ra ARN. Thì người ta gọi đây là quá trình sao mã. Rồi từ ARN ra chuỗi axit amin để tổng để tạo nên phân tử protein, thì người ta gọi đây là cái quá trình dịch mã. Như vậy đây là cái hiện tượng mà nó quy định cái tính đặc thù của phân tử protein. Tiếp theo đó là ở cơ sở vật chất ở cấp độ tế bào thì chúng ta xét đến đó là nhiễm sắc thể. Thì nó bao gồm cái cơ chế, nó là có cái quá trình đó là nhân đôi, rồi phân ly, rồi tổ hợp. Thì cái hiện tượng này là nó tạo nên cái bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của từng loài. Thì ở đây chúng ta thấy là cái quá trình này đó chính là cái thể hiện qua cái quá trình đó là nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Thì hiện tượng này nó đảm bảo cái tính di truyền, nó đảm bảo được rằng di truyền được các cái đặc điểm từ bố mẹ cho các thế hệ con cháu tiếp theo. Chúng ta sang phần 2, đó là các cái quy luật di truyền. Ở cái phần các quy luật di truyền này thì chúng ta sẽ nêu ra cái quy luật di truyền. Chúng ta nêu cái nội dung của quy luật và chúng ta sẽ giải thích cái nội dung đó. Thứ nhất đó là cái quy luật phân ly. Thì ở nội dung thì chúng ta thấy ra ở đây đó là trong cái quá trình phát sinh giao tử thì mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của B. Và chúng ta có thể giải thích điều này là bằng sự phân ly của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh. Tiếp theo đó là cái quy luật phân ly độc lập. Thì ở cái quy luật phân ly độc lập này thì cái nội dung của nó đó là các cặp nhân tố di truyền hay còn gọi là các cặp gen đã phân ly một cách độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. Như vậy ở đây chúng ta có thể giải thích điều này đó là bằng sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cái cặp tính trạng trong cái quá trình phát sinh giao tử cũng như trong thụ tinh. Tiếp theo là cái quy luật di truyền giới tính. Thì cái nội dung của quy luật này là chúng ta thấy là cái tính đực và tính cái thì được quy định bởi các cặp nhiễm sắc thể giới tính. Và ở các cái loài giao phối thì tỷ lệ đực cái là sắp xỉ là 1:1. Thì chúng ta thấy là cái sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của cái cặp nhân tố, cái cặp nhiễm sắc thể giới tính trong cái quá trình phát sinh giao tử cũng như trong quá trình thụ tinh. Và cái quy luật tiếp theo chúng ta cũng đã được tìm hiểu, đó là cái quy luật di truyền liên kết. Thì ở đây chúng ta thấy là đối với cái quy luật di truyền liên kết về cái nội dung của nó, nó là cái hiện tượng mà một nhóm tính trạng được di truyền cùng với nhau, được quy định bởi các gen trên một nhiễm sắc thể và cùng phân ly trong quá trình phân bào. Mà chúng ta có thể giải thích điều này ở chỗ là khi mà các gen nó cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thì đương nhiên nó hình thành nên một cái nhóm gen liên kết. Và khi phân ly thì chúng ta biết là nó sẽ phân ly về cùng một giao tử và cùng được tổ hợp trong quá trình thụ tinh. Chúng ta tìm hiểu sang kia nội dung thứ ba, đó là các cái khái niệm về biến dị. Như vậy đối với biến dị thì chúng ta học có ba cái loại biến dị, đó là biến dị tổ hợp, đột biến và thường biến. Về cái khái niệm biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các cái tính trạng của bố mẹ và nó làm xuất hiện các cái kiểu hình khác với bố mẹ. Còn đột biến là những biến đổi về cấu trúc
số lượng của ADN và nhiễm sắc, sắc thể, và khi nó biểu hiện thành kiểu hình thì nó là các cái thể đột biến. Còn thường biến là những biến đổi của kiểu, kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Như vậy, nguyên nhân gây ra biến dị tổ hợp đó là bằng sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cái cặp tính trạng. Các cái cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử cũng như trong thụ tinh. Còn đột biến đó là do sự tác động của các nhân tố môi trường ở bên trong và bên ngoài cơ thể, tác động tới cái quá trình nhân đôi của gen này, quá trình nguyên phân giảm phân của nhiễm sắc thể này, vân vân. Còn nguyên nhân của thường biến đó là chúng ta thấy là cùng một kiểu gen nhưng mà khi sống trong những cái điều kiện môi trường khác nhau á, ví dụ như các điều kiện về đất nước này, không khí này, thức ăn này, điều kiện chăm sóc vân vân khác nhau thì nó sẽ cho ra nhiều kiểu hình khác nhau. Về cái tính chất và vai trò của những cái biến dị này thì chúng ta thấy như sau. Thứ nhất, về biến dị tổ hợp, về cái tính chất là nó xuất hiện với cái tỷ lệ rất là lớn và nó có khả năng di truyền được. Nó có cái vai trò đây là cái nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. Về đối với đột biến, về cái tính chất của nó thì nó mang tính chất cá thể, cá biệt, xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Thông thường thì nó sẽ có lợi hoặc là có hại, nhưng thường là có hại là nhiều và nó cũng di truyền được. Về cái vai trò thì nó là cái nguyên liệu cho quá trình chọn giống cũng như cho quá trình tiến hóa. Và cái cuối cùng chúng ta tìm hiểu đó là về cái tính chất và vai trò của thường biến. Thì về tính chất của thường biến là nó biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện ngoại cảnh và nó không có khả năng di truyền. Về vai trò thì cho thấy cái kiểu hình là cái kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong đó là cái khái niệm nguyên nhân, tính chất và vai trò của một số loại biến dị như biến dị tổ hợp, đột biến và thường biến. Chúng ta tìm hiểu một cái phần tiếp theo, đó chính là cái khái niệm và các cái dạng đột biến mà chúng ta đã học. Thì đối với các dạng đột biến mà chúng ta đã học thì có ba cái loại, đó là đột biến gen, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm. Như vậy, đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, nó có liên quan tới một hoặc là một số cặp nucleotide, và nó có các cái dạng mà chúng ta đã học như là đột biến mất một cặp nucleotide này, đột biến thêm một cặp nucleotide này, đột biến thay thế một cặp nucleotide này. Thứ hai đó là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì đối với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, ở đây chúng ta thấy về cái khái niệm, nó là những cái biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, gồm có các dạng mà chúng ta đã tìm hiểu như là đột biến mất đoạn, tức là một đoạn nào đó của nhiễm sắc thể bị đứt và bị mất khỏi luôn, lìa khỏi cái cấu trúc nhiễm sắc thể luôn. Thứ hai là đột biến lặp đoạn, có nghĩa là một đoạn nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái dạng thứ ba đó là đột biến đảo đoạn, nghĩa là một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra, sau đó xoay ngược 180 độ, sau đó là nối về. Và một dạng đột biến đó là đột biến chuyển đoạn. Cái này chúng ta tìm hiểu ở phần cấp 3 rất là nhiều, và chủ yếu là nó xảy ra trong cái quá trình mà tiếp hợp chéo giữa các cái nhiễm sắc thể trong cái quá trình giảm phân đấy các em. Và chúng ta tìm hiểu về cái dạng đột biến cuối cùng, đó là đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nucleotide nào đó, hoặc ở tất cả của bộ nhiễm sắc thể. Cô nhầm cái chỗ này đúng không? Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó, chứ không phải nucleotide nha. Nhiễm sắc thể nào đó hoặc ở tất cả bộ nhiễm sắc thể. Thì chúng ta đã tìm hiểu đó là nó có hai cái dạng, đó là thể dị bội, có nghĩa là đột biến xảy ra ở một số cặp nhiễm sắc thể có các dạng như là HN-1 này, HN+1 này, HN-2, HN+2 vân vân.
Và thể đa bội thì chúng ta có là đa bội chẵn và đa bội lẻ. Đa bội chẵn như 2N, 4N, 6N và đa bội lẻ như 3N, vâng không? Như vậy là cô cùng với các bạn đã tìm hiểu xong cái nội dung đầu tiên ở trong cái bài 66, đó là phần 5 la mã di truyền và biến dị. Sang clip tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần sinh vật và môi trường nhé. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em học tốt.